Vào sáng ngày 26 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đã thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai vợ chồng tử vong tại căn nhà bị hỏa hoạn trong đêm. Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ đêm, nhà vợ chồng ông Phạm Trung Nhỡ và bà Trịnh Thị Sang trú ở thôn An Bồ, xã Dũng Tiến bị hỏa hoạn. Đến 20 phút sau, đám cháy được dập tắt. Sau đó, người dân phát hiện vợ chồng ông Phạm Trung Nhỡ và bà Trịnh Thị Sang đã tử vong trong nhà, có nhiều điểm bất thường. Nhiều người nghi ngờ đây là một vụ án giết người phóng hỏa, không phải là một vụ cháy gây chết người bình thường. Được biết, hai vợ chồng ông Nhỡ và bà Sang có cửa hàng bán đồ điện và tạp hóa ở thôn An Bồ và là hộ gia đình kinh tế khá ở địa phương. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.